Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU đã đạt được một thỏa thuận về di cư, bao gồm những điều khoản về tình nguyện tiếp nhận những người di cư tại EU, cải cách hệ thống tị nạn với sự đồng lòng của các nước thành viên. Tòa án tối cao Mỹ ngày 26 tháng 6 đã trao cho Tổng thống Donald Trump chiến thắng pháp lý quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông khi ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân từ một số quốc gia có đông người Hồi giáo. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp nới lỏng trừng phạt đối với Iran, vốn được thực thi theo thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015, một động thái diễn ra sau khi ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế này. Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Lào và Sri Lanka là những nước sẽ hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế được Trung Quốc công bố ngày 26 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Việc giảm thuế trên là cam kết của Trung Quốc theo Hiệp định Thương mại Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức mà Trung Quốc gia nhập vào năm 2001. Ngày 25 tháng 6, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ khởi động một loạt cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên trong tuần này về vấn đề hợp tác kinh tế trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tan băng. Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Liên minh do Đảng Công lý và Phát triển AKP của ông đứng đầu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sớm của nước này. Tổng thống Erdogan đã kêu gọi tổng tuyển cử sớm thay vì diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 với mục tiêu sớm đưa chế độ tổng thống vào thực hiện sau khi sửa đổi hiến pháp vào năm 2017 và dường như kế hoạch của ông đã thành công. Đây sẽ là chủ đề của Thế giới sự kiện tuần này. Ngày 24 tháng 6, của 57 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đã đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống, cũng như 600 nghị sĩ quốc hội trong cuộc bầu cử sớm. Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã giành chiến thắng ngay trong vòng đầu, đạt 52,5% số phiếu bầu. Trong khi đó, ứng cử viên Muharrem İnce, đại diện cho Đảng Nhân dân Cộng hòa CHP đối lập, chỉ giành được 31,5%. Ứng cử viên Selahattin Demirtas của Đảng Dân chủ Nhân dân HDP được 8,3% số phiếu ủng hộ, còn ứng viên Meral Akşener có 7,4% phiếu bầu. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã trao cho chúng tôi cơ hội đảm nhiệm chức vụ Tổng thống và các vị trí lãnh đạo khác bằng cách tạo điều kiện cho Liên minh Nhân dân và Đảng AKP giữ đa số ghế trong Quốc hội. Cơ quan lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã trao cho chúng tôi một trách nhiệm lớn lao. Trong cuộc bầu cử quốc hội, đảng AKP cầm quyền của ông Erdogan dẫn đầu với 42,4% số phiếu bầu. Đảng Đồng minh Phong trào Dân tộc MHP nhận được gần 11,2% số phiếu. Đảng CHP và HDP lần lượt nhận được sự ủng hộ của 22,7% và 11,5% cử tri. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, lên tới 87%. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vào tháng 7 năm 2016. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 7. Thưa quý vị, để hiểu sâu hơn về sự kiện này, chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay ông Akif Yehan, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn đại sứ đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại tổ chức bầu cử sớm? Đầu tiên, tôi xin được cảm ơn bạn đã mời tôi trở lại chương trình ngày hôm nay sau nhiều chương trình rất thành công trước đó. VITV có chương trình rất thiết thực để bàn về các vấn đề chính trị, ngoại giao và kinh tế thế giới, mà trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi rất vui khi đến đây và chia sẻ những diễn biến mới nhất trong cuộc bầu cử sớm tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài ngày, hay truyền thông gọi đó là Snap Election, hay cuộc bầu cử bất ngờ. Về câu hỏi của bạn, cách đây vài tháng, lãnh đạo Đảng Hành động Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ông Devlet Bahçeli và Đảng Cầm quyền Liên minh Công lý AKP đã nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi lại tình hình chính trị ổn định cũng như kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan ngại trong khu vực cũng như vấn đề an ninh như cách đây từ 1 đến 2 năm. Chúng ta đã nói về cuộc khủng bố cũng như cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến những xáo trộn chính trị. Vấn đề này đã được giải quyết nhưng vẫn cần cải thiện hơn. Với những tín hiệu tích cực xen lẫn các vấn đề tồn tại, năm 2017 chúng tôi đã thông qua việc sửa đổi hệ thống chính trị sang hệ thống tổng thống điều hành. Theo đó, mục đích chính của việc tổ chức bầu cử sớm là để sớm áp dụng hệ thống chính trị mới ở Thổ Nhĩ Kỳ và giúp tình hình tại đây ổn định hơn. Tôi nhấn mạnh lại là việc tổ chức bầu cử sớm là nhằm ổn định tình hình chính trị và tăng trưởng kinh tế.
Đâu là những điểm đáng chú ý nhất trong cuộc bầu cử sớm tại Thổ Nhĩ Kỳ thưa ông? Tôi nghĩ tỷ lệ cử tri trên 87% là điểm nhấn của cuộc bầu cử này, khi người ta cho rằng tỷ lệ này là khoảng 30 đến 40% ở nhiều nước, bao gồm cả thế giới phương Tây. Trong khi đó, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bầu cử tới gần 50 triệu người. Rõ ràng là người Thổ Nhĩ Kỳ yêu và tự hào về nền dân chủ truyền thống, cũng như quan tâm tới vấn đề chính trị. Về mặt chính trị, chiến thắng lịch sử của ông Erdogan với gần 53% số phiếu bầu, ứng cử viên đảng đối lập chính của Đảng Dân Chủ, Muharrem İnce cũng đã tương đối thành công với gần 31% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử cũng đánh dấu sự thành công bất ngờ của Đảng Hành động Quốc gia với 11% phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử. Thêm vào đó là sự xuất hiện của một đảng trung lập mới với 10% số phiếu bầu, và tất nhiên, bản thân Tổng thống cũng đã thu được thắng lợi lớn cho mình. Đại sứ có thể cho biết điều gì đã đem lại chiến thắng cho Tổng thống Tayyip Erdogan? Thổ Nhĩ Kỳ đã ổn định chính trị và tăng trưởng theo hướng thân thiện với môi trường dưới sự lãnh đạo của chính phủ đảng AKP do ông Erdogan lãnh đạo từ năm 2003. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nâng cao các tiêu chuẩn dân chủ của mình và nổi lên như một cường quốc trong khu vực, đồng thời mở cửa kết nối với các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia dẫn đầu trong một số vấn đề khu vực và quốc tế, như liên tục đi đầu trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu. Bên cạnh đó, đất nước chúng tôi đã cung cấp nơi tị nạn cho khoảng 4 triệu người di cư bất thường cần được bảo vệ, phần lớn trong số họ đến từ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đàm phán thành viên với Liên minh châu Âu với nhiều đối tác từ thế giới như Trung Đông, Ban Căng. Hơn nữa, cuộc chiến không khoan nhượng của Tổng thống Erdogan chống lại các tổ chức khủng bố là FETÖ, PKK và Daesh với quyết tâm mạnh mẽ nhằm bảo vệ an ninh biên giới của chúng tôi chắc chắn đã mang lại một môi trường an ninh tốt hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thật vậy, những nỗ lực liên tục của Tổng thống Erdogan về việc bảo vệ biên giới phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ chống lại sự thâm nhập khủng bố từ Syria và Iraq đã được người dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ rộng rãi. Tổng thống Erdogan với hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ cũng có ảnh hưởng lớn đến thành công của ông. Cần lưu ý rằng số phiếu của ông trong cuộc bầu cử tổng thống đã cao hơn gần 10% so với số phiếu bầu của đảng AK trong cuộc tổng tuyển cử. Một số ý kiến từ phía đối lập cho rằng cuộc bầu cử lần này không công bằng và truyền thông quốc gia có xu hướng ủng hộ đảng AKP và ông Erdogan. Ông có ý kiến gì về điều này? Thổ Nhĩ Kỳ có một hệ thống đảng dân chủ, đa đảng và phương tiện truyền thông tự do, cho phép các đảng vận động tranh cử công bằng trong các cuộc bầu cử. Tất nhiên, trong những ngày đầu sau khi bầu cử, đảng đối lập có thể bày tỏ những ý kiến phản đối và chỉ trích. Tuy nhiên, chúng ta phải chú ý rằng, cuộc bầu cử được theo dõi bởi các quan sát viên trong nước và quốc tế. Hội đồng bầu cử cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình trong việc tìm ra bất kỳ điểm bất thường nào xảy ra trong cuộc bầu cử. Nhưng cho đến nay, không có sự bất thường lớn nào được báo cáo. Xã hội Thổ Nhĩ Kỳ là một xã hội đa đảng, mọi người khá cảnh giác về đại diện chính trị của họ tại Quốc hội. Một số đảng cho rằng họ không có thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm, nhưng người dân đã lựa chọn người mà họ muốn trở thành lãnh đạo, và tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định này, bởi như tôi đề cập, người dân rất coi trọng đại diện chính trị của họ. Thay vì diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 như lịch trình bầu cử 5 năm một lần, đây là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt nhằm cụ thể hóa những thay đổi căn bản trong Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16 tháng 4 năm 2017. Theo đó, chuyển từ chế độ chính trị nghị viện sang chế độ tổng thống. Cuộc bầu cử này sẽ vẽ lại diện mạo mới trên bàn cờ chính trị Thổ Nhĩ Kỳ sau rất nhiều xáo trộn gần đây. Cuộc bầu cử ngày 24 tháng 6 là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước chuyển chính trị lớn từ chế độ nghị viện sang chế độ tổng thống. Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ có quyền lực rất lớn, trong đó bao gồm quyền bổ nhiệm các phó tổng thống, bộ trưởng trong nội các thành viên của Tòa án Hiến pháp, Hội đồng Thẩm phán và Công tố viên, điều hành toàn bộ quốc gia bằng các sắc lệnh song song với những luật do nghị viện soạn thảo và ban hành, cũng như quyền áp đặt trạng thái khẩn cấp. Mỗi lá phiếu bạn bầu cho đảng AKP hôm nay sẽ là sự kết thúc của chế độ cũ tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã dẫn đến những cuộc đảo chính và khủng hoảng. Ngày 25 tháng 6, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh, trong một cảnh lo ngại về chính sách kinh tế và tiền tệ đã đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư sau khi Tổng thống Erdogan thắng cử. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn khỏi đất nước chúng tôi, qua đó dẫn tới sự mất giá mạnh của đồng lira. Giá đồng đô la Mỹ thì đang tăng lên từng ngày. Tôi nghĩ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn do cuộc bầu cử đã kết thúc.
Trong khi đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, những thách thức kinh tế mà nước này đang đối mặt sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan tiến hành hệ thống quản lý mới. Tổng thống Erdogan sẽ lên nắm quyền lãnh đạo với một hệ thống mới. Hệ thống tổng thống điều hành là rất quan trọng đối với sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế cũng như của quốc gia. Giới chuyên gia cũng bày tỏ kỳ vọng vào các chính sách cải cách đất nước và kinh tế mới của Tổng thống Erdogan. Tuy nhiên cho biết, chính phủ vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã không có sự tăng trưởng tốt ít nhất trong 2 năm qua. Nếu chính phủ quay trở lại việc thực thi tốt các chính sách cũng như cân bằng lại nền kinh tế, tôi nghĩ áp lực lên đồng lira sẽ được nới lỏng từ nay đến hết năm 2018. Diện mạo mới của nền chính trị Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tác động không nhỏ đến các mối quan hệ của nước này với quốc tế. Từ lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn theo đuổi mục tiêu là nước Hồi giáo có tiếng nói, vị thế ở khu vực Trung Đông. Do đó, việc Tổng thống Tayyip Erdogan chính thức tái đắc cử sẽ tiếp tục củng cố chính sách đối ngoại để khẳng định vai trò nổi bật giữa các cường quốc trong khu vực. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, chiến thắng của ông Erdogan đồng nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cuộc đối đầu với phương Tây trong những năm tới. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-EU hiện đang trải qua giai đoạn đầy thách thức. Với việc ông Erdogan tái đắc cử, sự rạn nứt giữa khối và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phát triển sâu hơn, bởi những chính sách mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra thời gian qua bị cho là độc đoán, đi ngược lại các nguyên tắc, lợi ích của các nước EU. Quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị căng thẳng và suy yếu kể từ cuộc đảo chính năm 2016 và trong thời gian tới vẫn chưa được cải thiện, khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ ủng hộ lực lượng người quốc, ủng hộ lực lượng đối lập và các lực lượng đảo chính năm 2016. Thưa đại sứ, với cuộc bầu cử này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đánh dấu lần đầu tiên thực hiện chế độ tổng thống toàn quyền. Ông có thể nói rõ hơn về chế độ mới này. Chế độ mới này được biết đến với tên gọi chế độ tổng thống điều hành. Đây là một hệ thống điều hành khá đặc biệt so với chế độ tổng thống ở nước Mỹ hay Pháp. Cũng là chế độ tổng thống, nhưng nội các của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ do Tổng thống Tayyip Erdogan bổ nhiệm. Ngoài ra, dưới chế độ mới, chức vụ thủ tướng và vai trò giám sát của Quốc hội sẽ bị bãi bỏ, đồng thời toàn bộ quyền lực hành pháp sẽ được chuyển giao cho Tổng thống. Theo đó, ông Tayyip Erdogan sẽ đồng thời là người đứng đầu nhà nước và chính phủ. Đó chính là lý do tại sao chế độ này được gọi là chế độ Tổng thống toàn quyền. Trước đó, quá trình lựa chọn nội các bộ trưởng phải trải qua 2 giai đoạn. Đầu tiên, những người này phải được bổ nhiệm là thành viên trong Quốc hội, sau đó họ mới được cất nhắc trở thành bộ trưởng. Ngoài ra, số lượng nghị sĩ trong Quốc hội sẽ tăng thêm 50 người, lên thành 600 người. Với hệ thống mới này, Tổng thống sẽ có toàn quyền để giải tán Quốc hội theo ý muốn. Song điều này sẽ mang lại một số tác động ngược lại đến Tổng thống. Có thể nói, chế độ Tổng thống toàn quyền này còn khá mới mẻ, bởi Tổng thống không chỉ là người đứng đầu đất nước và có quyền hành pháp, mà còn có khả năng bổ nhiệm các vị trí như đại sứ, thống đốc, công chức, thẩm phán và quan chức chính phủ. Ngoài ra, ông ấy còn có khả năng cải cách, cũng như tái cấu trúc vị trí các bộ trưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có từ khoảng 27 đến 30 bộ trưởng và các thứ trưởng, song ông Erdogan có thể thu hẹp con số này lại. Điều này đã được quyết định và sẽ được triển khai trong vài ngày tới. Nói tóm lại, tân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền điều hành đất nước, quyền hành pháp. Điều này sẽ đem lại sự thống nhất cũng như tăng tính hiệu quả khi đưa ra các quyết sách cho Tổng thống và nội các của ông ấy. Có thể nói đây là một hệ thống điều hành hoàn toàn mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ và chúng ta sẽ có cơ hội được xem cách nó vận hành vào thực tiễn trong thời gian tới. Ngoài ra, theo hiến pháp sửa đổi, Tổng thống sẽ không bị giới hạn nhiệm kỳ như trước đây. Quy định này được cho là mở đường để ông Erdogan có thể tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào năm 2023. Thế nên đây là một trải nghiệm khá là mới mẻ đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan với nhiều quyền lực hơn sẽ hướng tới những cải cách gì trong xã hội và nền kinh tế thưa ông? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đặt tầm nhìn đến năm 2023, vốn là cột mốc đánh dấu kỷ niệm 100 năm quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ, như là một mục tiêu mang tính bước ngoặt. Có thể nói, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là một người vô cùng quan tâm đến việc triển khai các kế hoạch xây dựng đất nước. Dự kiến ông ấy sẽ đẩy nhanh và hoàn thành một số dự án đầu tư cỡ lớn nhất định như sân bay quốc tế Istanbul mới. Đây là một dự án xây dựng sân bay vô cùng lớn và có thể là lớn nhất trong toàn châu Âu. Dự án này sắp sửa được hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Dự kiến sân bay mới sẽ thu hút khoảng hàng triệu lượt khách du lịch từ châu Á.
Đây là dự án đầu tư thứ nhất. Dự án đầu tư thứ hai phải kể đến việc triển khai kế hoạch xây dựng cây cầu treo qua eo biển Dardanelles. Đây là một cây cầu có kích thước rất dài và chúng tôi đang tiến hành thi công nó. Ngoài ra còn phải kể đến dự án thi công một kênh đào mới ở phía tây eo biển Bosphorus. Đây là một dự án đầy tham vọng của Tổng thống Erdogan khi kênh đào mới này sẽ cho phép các tàu lớn đi từ biển Marmara đến biển Đen mà không cần phải ngang qua eo biển Bosphorus, giúp làm giảm áp lực lên tuyến đường thủy khu vực này. Chưa kể, cơ quan điều hành mới dưới sự kiểm soát của chính quyền Tổng thống dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mở rộng như xây dựng hàng loạt bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học. Hiện tại, Tổng thống Erdogan đang triển khai nhiều dự án có quy mô lớn và các chương trình cải cách sâu rộng và có kế hoạch tăng cường thúc đẩy điều này trong tương lai. Ngoài ra, ông ấy còn đặt mục tiêu đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hiện tại đất nước chúng tôi đang đứng ở trong top 20 thế giới. Đồng thời, ông Erdogan còn hết sức quyết tâm để cải thiện chất lượng sống, nâng cao GDP bình quân đầu người của người dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay lên khoảng 10.000 đô la Mỹ. Có thể thấy ông ấy vô cùng nghiêm túc với kế hoạch cải cách hiệu quả nền kinh tế xã hội. Ông Erdogan đã từng nắm quyền lãnh đạo trước đây và không còn nghi ngờ gì khi ông ấy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách. Chế độ mới này cũng vấp phải sự phản đối của nhiều nước. Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này như thế nào? Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vô cùng dân chủ. Trong năm 2017, đông đảo người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý về chế độ tổng thống toàn quyền mới và có trên 50% người dân đã bỏ phiếu thông qua chế độ này vào năm 2017. Thế nên có thể thấy, chế độ tổng thống mới này không chỉ được quyết định bằng một cái búng tay của một người nào đó, mà trái lại, nó thể hiện ý chí và quyền lựa chọn của toàn thể người dân. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được những chỉ trích mà các quốc gia phương Tây nhằm vào chế độ mới này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí ngày hôm nay, khi tôi lên mạng đọc tin tức, tôi có thể nhận thấy rõ rất nhiều người không đồng tình với chế độ mới này của chúng tôi bởi họ trông chờ vào một chế độ khác. Tuy nhiên, không một phương tiện truyền thông nước ngoài hay bất kỳ tập hợp chính trị nào đưa quyền bỏ phiếu về vấn đề này. Họ chỉ có thể đưa ra tiếng nói và quan điểm của mình mà thôi, bởi người dân Thổ Nhĩ Kỳ mới là người có quyền được đưa ra quyết định cuối cùng. Có thể nói, chế độ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ buổi đầu thành lập đất nước đã chứng kiến sự tiến bộ đáng kể. Với dân số đông khoảng 82 triệu người, trong đó gần 50 triệu người dân có đủ điều kiện đi bỏ phiếu, quốc gia chúng tôi đã có kinh nghiệm về việc thực thi quyền dân chủ trong rất nhiều năm. Đây là vấn đề chính trị nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, nếu bất kỳ quốc gia nào có ý kiến đóng góp mang tính xây dựng về chế độ tổng thống toàn quyền mới, chúng tôi sẽ có thái độ vô cùng hoan nghênh. Song, nếu quốc gia nào có những động thái chỉ trích và đả kích tiêu cực đối với chế độ này, đây sẽ là một hành động thiếu thiện chí và sai trái. Quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp như thế nào thưa ông? Chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác xuất sắc và đáng tin cậy trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên trường quốc tế. Có thể nói Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã có mối quan hệ chính trị vô cùng thân thiện sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1978. Kể từ đó đến nay, hai quốc gia đã đạt được những thành tựu phát triển, tuy không quá rực rỡ và nổi bật, song đều là những kết quả đáng khích lệ và hoan nghênh. Do đó, trong tương lai, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đẩy mạnh, làm phong phú hơn nữa, cũng như nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lên một tầm cao mới, thông qua các cuộc đối thoại chính trị, cũng như những cuộc gặp mặt cấp cao. Trong thời gian qua, hai nước đã tổ chức hàng loạt các cuộc gặp gỡ cũng như trao đổi song phương. Qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng, giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng chia sẻ nhiều giá trị lợi ích và mối quan tâm chung. Do đó, chính quyền Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cần tăng cường hợp tác toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực, bao gồm đối thoại chính trị, sáng kiến kinh tế, thương mại, quốc phòng, giao thông, giáo dục, trao đổi học thuật, khoa học, công nghệ, du lịch, cũng như giao lưu nhân dân. Chúng tôi hy vọng có thể ký kết thành công một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam trong tương lai. Đồng thời, chúng tôi cũng hết sức kỳ vọng vào chuyến thăm cấp cao của Phái đoàn Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Bên cạnh đó, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã luôn dành cho nhau những sự hỗ trợ và ủng hộ trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Theo đó, Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách là khách mời của Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Trong năm 2018, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính vì vậy, Đại sứ quán chúng tôi sẽ duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và đối tác Việt Nam nhằm tăng cường và tận dụng tốt những tiềm năng hợp tác chưa được khai phá, cũng như giúp dân tộc và nhân dân hai nước hiểu thêm và xích lại gần nhau. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến VITV. Chúc các bạn luôn thành công. To all VITV staff members. Thank you.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang dần cảm thấy tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Mặc dù vậy, trong bức tranh chính trị hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì Tổng thống Erdogan vẫn được hàng triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ với những chính sách về giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng của đất nước được đưa ra vào thời điểm nền kinh tế phát triển ổn định. Hy vọng nhiệm kỳ tiếp theo với chế độ chính trị mới, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phục hồi sau những bất ổn vừa qua. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.